cầu cầu và chú rể Bella là sự chấp thuận của hai bên gia đình đã tạo nên một cái đám cưới ngày hôm nay với sự chứng kiến của con như hai họ. Và ngay từ bây giờ chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay để chúc phúc cho đôi Bella và trong gia đình chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Mọi người đã đến với đám cưới ngày hôm nay của chú rể Theo La cùng với hai cô dâu xinh đẹp Lâm Mỹ Mỹ cùng với Cầu Cầu, và xin được kính chúc cho ba bạn chúng ta được trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đóng nha. Và bây giờ quý vị ơi, thì người ta thường nói miếng trầu là đầu câu chuyện, thì ngay từ bây giờ chú rể hãy một cái biểu hiện gì đó để mình biết được là mình sự yêu thương cô dâu vợ của mình là người sắp sửa đến với mình trong những ngày tháng gần đây. Bây giờ mọi người muốn chú rể làm gì Thôi thì chú rể ơi, để mình chứng minh được mình là một người rất là yêu thương vợ của mình cái này sao hôn đàng hoàng, hôn cái đàng hoàng, hôn hôn đi rồi bên kia nè, hôn đi lớn đi quý vị. Và bây giờ trước mặt tất cả quý vị đang thấy là ở trước cửa nhà, và bây giờ chúng ta mời cô dâu chú rể chúng ta xích vào đường kia chút xíu nha. Và ngay từ bây giờ một sự bất ngờ tiếp theo dành cho tất cả quý vị, và ngay từ bây giờ chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu gặp gỡ cho nó cùng với sự bất ngờ tiếp theo. Xin mời chính là chồng của nó.
cao quỷ đám cưới. Không có, bây giờ em chị bên kia không? Em chị bên kia không? Anh chị được không? Dạ, kính thưa các quý vị, chúng ta sẽ có ba cô dâu Phi Tinh Nhân Lầu, Cầu Cầu, Lâm Mỹ Mỹ cùng với chú nghệ Béo La. Một nhà vỗ tay đi quý vị. Dạ, bây giờ mình vui hòa nha. Dạ, vui hòa, vui hòa. Bây giờ mời mẹ của chú nghệ. Hôm nay gia đình thật là có hạnh phúc được cưới một lượt là ba con dâu về cho thằng trai của tôi. Thì không biết nói gì hơn, thì có một chút xíu quà nho nhỏ gửi bên đàn gái. Cảm ơn bên đàn gái đã chấp nhận cho con trai tôi được cưới rước dâu về. Đã cảm ơn rất nhiều nha. Rồi bây giờ mình mở quà ha. Đây. Đây. Wow. Đây, một hộp giấy số quý vị ơi. Con ơi, mình vô đặc biệt là xuất sắc nha. Nhận đi cô dâu. Rồi, bên đây nha. Trời ơi. Ủa, cái này là cái gì? Rồi tặng cho cô dâu kìa. Đó. Rồi bây giờ tới bên nhà đàn trai cũng trao quà bên đây cho đàn gái nha. Đây. Một sợi dây. Dùng để dặn giọng cái gì hoặc là giặt đồ thôi á. Cái dây này gọi là cái tơ hồng đó. Một chặt tình duyên cho hai đứa. Và đi qua bển đi bên mầm. Đây, có quà tiếp theo. Nó cứng vậy. Đây. À, chị ơi, ở trước khi mà cua chết thì hỏi đám mình có trái cây và muốn bia nó hỏi có gì không? Thuốc nam khi hết đặng về sắc cho cô dâu uống cho mau xanh nở đó, thuốc cổ truyền đó. Rồi tiếp theo đại diện trời ơi. Thật sự là gia đình cũng nghèo khó, cũng không có gì hơn. Thì nhân tiện cái iPhone 14 đó mới vừa ra đó thì cũng tặng cho bên đàn trai đàn gái cái lộn đàn quà. Đây. Cầm ha. iPhone 14 luôn nha. Hả? Và vừa qua chúng ta được xem tính lệ của bên đàn trai và bên đàn gái. Cảm ơn tất cả quý vị. Và ngay từ bây giờ xin mời tất cả các quý vị quan viên hai họ chúng ta cùng nhau nhắc tiếng ca và chúc mừng nâng ly thật là to để chúng ta cầu chúc to đơn sinh nhan và bên gia nhân chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Quan ngưng nhạc đi. Hôm nay cái đám hay gì giờ chạy nhanh quá không kịp mua tặng mấy đứa gì hết, cũng không kịp bao thư. Dạ, nay sẵn có ba đứa cô dâu, hai vị tặng ba đứa cái đồ cạo râu. Nè ba đứa cầm cái cạo râu cài xài đỡ nha. Về ra cạo cho sạch râu nha, để mai tối nay chồng bánh cái mẹ tụi mày. Dạ, cảm ơn nữa. Thôi tự hỏi đi, tôi là tôi sẵn nè. Tôi lên tôi không biết mẹ ai dân. Rồi bây giờ mời chú nghệ ai dắt cô dâu chúng ta đi vào trong động phòng đi ạ. Ủa động ba luôn hả? Dạ cảm ơn tất cả quý vị, và ngay từ bây giờ vòng đợi đầu tiên vòng đợi mệnh giá là 20.000 đồng như thường lệ, chúng ta sẽ có cơ may ngọt.